Sau khi làm xong một việc thiện, con nói ra thành tiếng như sau: tôi vừa làm xong một việc tốt, nếu có chút công đức nào, xin thồi hướng đến các chúng sanh ở quanh đây, nếu như nghe được lời nói này, như vậy có hiệu quả không thưa sư? Nếu được thì sau đó có nói nữa không? Hay chỉ nói một lần thôi? Thì thưa quý vị đó, sư lấy ví dụ như khi mà mình lãnh tiền lương, khi mình đi lãnh tiền lương thì mình có cần mỗi lần mình lãnh là mình phải ký tên không, hay là mình biết cái đó tiền của mình rồi thì thôi mình cứ tới mình lấy thôi, mình khỏi phải ghi tên gì hết? Tự nhiên sư nghĩ là mình phải ký tên chứ ha. Đấy, thì tương tự như vậy đó, mỗi một lần mà mình muốn hồi hướng, mỗi một lần mình làm phước thì mình đều phải hồi hướng. Thì trong kinh tạng mỗi một lần thôi, thậm chí nha, thậm chí như là vua Bimbisara, ngài cúng dường 3 lần trong một buổi. Lần đầu tiên là ngài rưới nước lên chân các vị tỳ kheo cho các vị đó rửa chân, ngài hồi hướng 1 lần. Sau đó ngài dâng thực phẩm lên các vị tỳ kheo, ngài hồi hướng 1 lần nữa. Rồi cuối cùng, cuối buổi, ngài dâng y phục đến các vị tỳ kheo, rồi ngài hồi hướng thêm lần thứ 3. Tức là trong cùng một buổi mà vua Bimbisara ông hồi hướng đến 3 lần. Đấy, nói như vậy để quý vị thấy là mình cần phải hồi hướng thường nha. Nếu như mà quý vị muốn cho nó gọn thì mình làm xong 1 lần rồi mình hồi hướng luôn cũng được, nhưng mà mình vẫn nên làm thường xuyên. Còn cái chuyện có hiệu quả hay không ấy, thì nó tùy thuộc vào cái chuyện là có chúng sanh ở đó nghe hay không ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng sanh đó có thuộc cái loại hưởng được phước hồi hướng hay không. Bởi vì không phải chúng sanh nào cũng có thể hưởng được phước hồi hướng. Tuy nhiên do cái số lượng mà chúng sanh nó khá là đông, đông lắm, nhất là những cái loại phi nhân, cho nên nếu như mà không có cái chúng sanh này hưởng thì cũng có chúng sanh khác hưởng, cho nên là yên chí nhé. Giống như là một vị sa di mỗi một lần mà tụng kinh xong đó, vị này hồi hướng đến cho mẹ của mình, thì bà mẹ ruột trong cái kiếp hiện tại đó thì bà không có biết và không có nhận được, nhưng mà bà mẹ ở trong nhiều kiếp trước đó, thì bà nhận được. Đấy, cho nên là mình khi hồi hướng thì không chúng sanh này thì cũng chúng sanh khác.